Lên hàng. Nặng lắm, thấy nặng lắm. Ôi, cũng được. Cảm ơn quỷ. Đây anh em ơi. Đấy, lại con đứa nhá. Anh Tuấn ơi, vào túi. Lên hàng. Con gì đây, con gì đây? Ô vui quá, sáng là vui. Đây là con gì nhỉ, múa à? Múa anh Tuấn ơi. Đây này. Mú. Ăn sống luôn không? Ăn luôn. Ok anh em ơi, bọn mình ăn sống luôn nhá. Đâu có gì? À đây được, ra đây ra đây. Đây. Anh mình sẽ xẻo hai miếng thịt xong là ăn theo kiểu sushi luôn, ăn sống luôn. Lỡ ấy ra đấy. Ấy ra. Cái ấy đấy à? Không cần. Anh nhìn cái nước. Ừ. Ui giời. Miệng nó dài thật. Ngoài. Anh em chào mừng đến với lại vlog nhá. Hiện tại bây giờ là anh em mình đang có mặt ở ngoài cửa biển gọi là Vạ Đá đây. Đấy anh em nhìn này. Ok, hôm nay anh em mình sẽ thực hiện một cái trải nghiệm đi câu cá ngoài cửa biển đi. Ở chỗ này gọi là gì nhỉ? Câu cá ngoài gì nhỉ? Úi dồi ôi. Anh Tuấn nhỉ? Đây á. Đây là trong vịnh rồi. Gọi là câu cá cửa biển đi. Cửa đi ra biển đi. Đó thì là hôm nay là mình với cả anh Tuấn neo. Đây anh Tuấn với cả anh chủ thuyền đang chào anh em nhá. Đấy, đang cho dầu vào trong máy. Thì mong rằng anh em hãy đăng ký cho lại vlog cũng như là đăng ký kênh Tuấn Leo TV để có thể theo dõi những video đi biển trải nghiệm câu cá rồi là sinh tồn đi bắt hải sản mắc cạn nhá. Ok, thì bây giờ là anh em mình đang vào dầu rồi là mắc lưỡi câu, rồi tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái trải nghiệm đi câu cá không dùng cần nhá. Câu cá bằng tay không đấy, câu cá bằng tay không nó mới dị, nghe kiểu vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Đây cần câu đây của anh em tôi đây. Đấy, cần câu đâu cần đâu. Cần đấy. Tay bo đấy. Tay bo đây là câu tay thôi. Ở ven biển như anh em mình là đa số người ta câu tay. Siêu còn dân thành phố thì người ta hay là lu dê nhỉ? Hay câu lu, lua hay lu gì ấy. Lu dê. Trước anh lu dê là con nhồng to phết. À. Đây anh em thấy chưa? Sóng biển dập dìu, nghe tiếng sóng thích không? Bị rối à? Đây nhá, anh Tuấn bạch ra cho các bạn xem lại đấy. Mồi tươi này. Mồi ươn này, tôm ươn này. Đấy nói chung là cứ miễn làm sao mà được cá cầm về là vui rồi anh em ạ. Thế nhá, tí nữa hôm nay em đoán là tí nữa sẽ giật lên con mấy chục cân. Con cá sấu. Ở đây cũng có nhiều loại cá. Đấy, anh đang câu rồi đúng không? Rồi, đây là thả câu đúng không? Được chưa? Được anh em ơi. Ui, anh Tuấn ngồi khéo cắm đầu xuống này. Gầu. Ô, được. Ô, dính luôn à? Dính luôn này. Ô, ngon đấy. Con này là con cá, ở đây mình gọi là con cá gầu nhá. Cái đinh của nó đóng có đau không? Ui, cẩn thận đấy anh em ơi, cái cá này cắm nguy hiểm lắm. Ôi, nhưng mà giờ để đâu rồi? Đây, anh cắm đây. Ui, cắn luôn à, mồm to nhỉ? Cá đầu tiên anh em tôi câu đây. Ôi, lút mẹ ruột nhỉ? Nè, lút ruột này anh. Đây này. Lút ruột. Lút sâu thế, ui cái mồm này. Đỉnh đấy, được. Con này cái mồm của nó to như là cái mồm ấy. Như mồm em luôn. Đây anh Tuấn đặt phát lan lên ngay này. Đây anh em ơi. Đấy, mình bắt đầu vào mồi nha. Đấy, đúng hình chữ U luôn này anh em ơi. Nhìn chưa? Ở đây là câu theo kiểu thuyền chài nha anh em ơi. Ở trong quê mình là không bao giờ có kiểu câu này luôn. Tức là cần, đây là cần nhá. Đây là cần này. Và cần là tay của mình luôn. Không cần kiểu cần tre, cần titan gì cả. Hai, ba. Đấy. Quăng như này này. Đây. Rồi. Này. Ok. Quăng như kiểu lu dê luôn. Không có cần. Cứ để nó chìm thôi anh. Ừ. À, ok. Em khả năng là quăng hơi gần, đâm ra nó đang ấy với đây này. Đúng rồi, quăng xa ra để nó chéo đúng không?
Anh nhìn này, ui nước trong thế nhờ. Mồi lên nhìn trong vắt. Hai, ba. Nếu mà anh em mình thích cái trải nghiệm mà đi câu kiểu này ấy, thì liên hệ với cả anh Tuấn cũng như là anh gì nhỉ? Anh Hoàn, đấy. Anh em hãy liên hệ anh Tuấn với anh Hoàn để có thể có những cái buổi trải nghiệm đi câu kiểu này hoặc là câu mực. Lên 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 lên. Lên 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 lên. Em nhìn nhá. Ôi to to to. Này. Ôi. Đây. Ôi. Ôi con này mắc ở ngoài, ngon thế à. To chưa này? Lại gầu, toàn gầu nhỉ anh Tuấn. Yeah. Anh Tuấn câu toàn gầu nhỉ. Ừ. Đây cầm này được không? Cầm đuôi này được không? Em cẩn thận đấy, nó. Đấy anh em nhìn này. Nó cắm vào đấy. Ôi. Cá gầu nó chỉ có tầm lại này thôi, con này thịt chắc lắm. Mắt to nhỉ? Ừ, mắt to. Mắt to mồm to. Đây cái đầu nó có cái vây này, có vảy đúng không? Ừ. Đấy. Ngon. Ngon. Để em nhá. Cứ khi nào vào đây rõ đi về là được đúng không? Ừ. Kìa kìa. Đây đây đây. Bây giờ mình sẽ bắt một con đây cho anh em xem nhá. Kìa, đây đấy. Đấy cái này kiểu là nó dính cùng với cả cái dòng này luôn đấy nhỉ? Nó đi theo cái dòng này luôn đấy. Đấy nhìn kìa. Em tôi sẽ bắt một con sứa lên để video bạn xem nhá. Đây đây này. Kìa con kia to kìa, nhiều mà. Nhiều lắm. Để nhanh không nó chìm bây giờ. Chìm rồi. Kìa con kia. Đấy con này này. Kìa con này người ta vớt rồi, toàn mũ thôi. À, toàn mũ thôi. Đây. Không sao, không sao, cứ vớt lên xem nào. Xem nào, xem nào, ôi, to thế. Đây, vớt con to này này. Bạn cứ lên đây để tôi vớt con kia này. À, ui, nhiều thế nhỉ. Nhiều lắm mà anh em nhìn nhỉ. Con này cũng bình thường thôi. Đây này. Nhưng cái chỗ nào ngứa? Đây nhá, những cái xúc tu này của nó anh em, những cái rớt của nó rất là ngứa luôn. Thế sao anh không sợ? Này nó nhìn nó như cái thạch luôn. Như cục thạch anh nhờ. Ừ. Con dao đâu nhỉ? Đây con dao ở đây này. Ờ. Ôi. Này. Con này ăn được không? Ăn được bình thường nhá. Cái con này thì anh em mình sẽ ăn theo là muối. Muối à? Chứ mình chỉ mình dùng muối mình quay mà. À. Đây những cái này rất là ngứa luôn. À cái này người ta quay xong là người ta kiểu là làm lộ mới đúng không? Đúng rồi, lộ sứa. À đây ok, lộ sứa đây. Cho anh em xem. Ở đây nhiều vô kể luôn anh em ạ. Cái này nó không mình không ăn được ngay. Nó phải chế biến đúng không? Vứt cái xúc tua đi. Không phải, cái này là người ta sẽ không ăn anh em ạ. À không ăn cái đấy à? Không ăn cái này người ta sẽ vứt đi. Thì mình chỉ ăn mỗi cái này thôi. À. Cái này khi mình quay vào mấy muối hôm khác thì không hôm nào làm video đi bắt sứa về xong quay hả? Ừ, bắt sứa với các thứ mới lại anh em phải đến xử sứa xem người ta chế biến này. Ok. Ok anh em nhá, thì là tất cả con sứa nó đều như này hết đi. Này. Như thạch thôi mình sẽ bắt ra rồi. Nhưng mà ai mà không quen là ngứa, ủa tôi bị ngứa rồi này. Ngứa rồi anh em nhìn này. Như thạch ấy nhỉ. Như một miếng thạch luôn. Như một thạch. Thạch dừa luôn đấy. Anh em nhìn này. Ui ngon chưa? Ui này. Đây. Ấy ngon thế. Nhìn rất ngon, chỉ cảm giác chỉ muốn ơi lấy đây này, đây này. Đây. Ôi, vớt đi nhá. Ok, vớt đi. Nhiều lắm. Cắn giống cá chép anh. Bình thường kia là nó rút luôn rồi con nhỉ. Cháp nó đớp mà nó rút thì view cái gì. Giờ mà được con cháp để cho em đùa thôi. Con này kéo lên bờ ấy. Con này nó khỏe à? Ừ, nó chạy nó nhướng thích lắm. Cảm giác tay hôm sau chỉ thích cái câu rồi. Đây là của anh Hoàn câu đây. Lên tay to phết đấy, nó phải to hơn con Zota ở nước ngọt anh em ạ. Con này ăn ngon không anh Hoàn ơi? Đấy, ăn được là vào dọ thế thôi. Anh Tuấn ơi cho em vào dọ cái. À quên, cho con cá của em vào dọ cái. Này cầm cái mồm ấy cẩn thận chắc chắc. Ok. Anh Hoàn bảo gì cơ anh Hoàn? Nếu mà không biết uống thì con ấy chỉ để chết. Cá bây giờ là cá bây giờ là quy ra rượu đúng không? Cốc rượu đấy. Một con này nó phải 2 cốc rượu. Được à? Được rồi đó. Được đâu, xì thôi. À, thì rút ra thì đến lúc mình vào thì bị không khí nó vào thì nó e, nó chả được. Đây anh em ơi, anh em mình đang di chuyển ra cái địa điểm mới thì cái máy nó bị vấn đề. E dầu các bạn nha. Máy khả năng là trong dầu nó có cái bọt bong bóng nên là bây giờ là phải. Đây này bạn nhìn chưa? Đây nó e. Đây cái bọc cơ. Đấy. Đây là e này. Thế bây giờ anh em tôi sẽ xả e. Đấy anh thử nhân để cho nó xả ra được. Nhân như vậy đấy. Đấy. Nếu không có tua vít ở đây à bạn? Ở kia bạn mở trên kia ra. Tôi biết đâu, làm nó sẽ được.
được chưa? Ra, có ra. Ra đang ra này đúng không? Vào đây người ta chửi chết đấy nhỉ. Anh em ơi, bọn mình đang bị cái máy nó đang có vấn đề, nó đang bị chết máy, xong là mấy em đang mải sửa thì tự nhiên nó lại trôi vào cái khu vực lồng người ta nuôi này. Bây giờ phải trèo. Ok, đây đây, đây lại lái bên đấy. Bây giờ lại phải chạy ngược ngược ra này. Đi 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 đầu ra nhá. Ok. Đi à. Ok, ra rồi, ra rồi. Anh chấm mù tạt luôn đi. Đây dọ 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 vào đây. Nhạy nhờ, nhạy nhờ. Được phết đấy. Đấy, con này to nhất từ trước giờ nhỉ. To. Được đấy. Rồi đấy anh em ạ. Úi dồi ôi. Ngon. Đây anh em ơi. Ôi. Ra ngoài ánh sáng này lòng lánh đẹp thật anh Tuấn ạ. Quá đẹp luôn. Mồm nó to nhỉ. Đâu 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 đâu. Úi trời nhá. Mú à, mú à. Được, được. Từ 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 từ. Đấy, đẹp chưa? Đây là mú này. Ở đây, ở đây nhiều con mú đấy à? Ừ, con mú đây đây. Mú nhảm ấy. Đẹp chưa? Ngon luôn. Con này nhá, lọc hai cái má thịt ra nhá. Ăn một tạt nhá. Úi xồi. Ui. Tí nữa ăn luôn. Cái lưỡi này nó nuốt sâu đúng không? Không, nó nuốt sâu. Hay là ngạnh ngạnh. Nó có cái me này của nó ấy. Cái ngạnh ngạnh to quá. Để từ nãy giờ anh em tôi câu được bốn con rồi. 4 con. Mà đi cả buổi đấy. Rồi dậy xuống này, dậy xuống này. Chiêu cậu à. Đấy. Vào luôn. Kỳ ngầm nhá. Đúng rồi. Người ta có tiền người ta ăn con cá 2-3 cân. Nhà hàng mình không có tiền thì tự câu tự ăn đúng không? Nè mà chúng tôi còn không có đồ để mà. Không đồ chế biến luôn. Đồ để làm. Anh cứ cắt cái gai đi là được rồi. Mình chỉ cần mình cứ lọc thôi nhỉ. Ừ cứ lọc đi. Rửa rửa có rửa nữa. Có. Rửa nước biển đi cho sạch. Múc nước biển rửa. Đấy. Đấy nước ở dưới biển đây. Tha hồ nước. Tha hồ nước. Chỉ sợ không có cá để rửa thôi. Bây giờ mà cầm cá con cắn vào nhai mới là đỉnh nhỉ. Ừ. Rồi anh lọc ra đi. Đúng nha. Rồi này anh em tôi lọc đây. Sao không biết là có xác không, không có cái để mài dao. Ui nó phun phun gì đấy. Phun dịch. Ui nó phun gì ấy. Ô, phun ra gì màu trắng kìa. Yeah. Lỡ ấy ra đấy. Ấy ra. Cái ấy ấy đấy à. Đây mình vừa ăn cá vừa ăn. Ôi dồi ôi. Đấy xong lấy mấy miếng thịt ngon xong là. Miếng thịt thôi. Anh trang trí làm sao như kiểu nhà hàng 5 sao. Đây là nhà hàng 1000 sao. Okay. Đấy. View đấy. 1000 sao. Yeah. Vẫn sống. Vẫn xuống biển đi. Vẫn xuống biển làm mồi. Yeah. Cái này mình có thể là mình vẫn làm mồi cho cá cho đấy được rồi. Anh em xem video đừng chửi anh em tôi nhá. Anh em tôi ăn thuyền trái là thế. Ăn kiểu thuyền đà trái này thôi. Nhưng đúng là bình thường ra nếu mà có bếp ga thì anh em mình sẽ cho nó nhúng luôn. Nhúng lẩu đúng không? Ừ. Ôi, trước tôi câu cá kìm đây, đi đây. Nó mà cầm cả lồi vào bếp ga đi, câu đáp búa mà. Ngay hôm nào thử cá dưới đi. Làm quá mà cứ bật bếp ga sủi 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 câu lên phát. Nhúng luôn. Nãy bao giờ mới chết. Đây này cái cảnh trên biển nó thiếu thốn thế này. Ngon thế này mới là ngon này nhỉ. Đấy, đổ vào lòng giữa ấy xong là khuấy lên. Ui thôi thôi vừa cay. Vừa cay nó mới hay. Chú không ăn là cay à? Không phải, cay này nó bút óc nó phê. Phê quá nó khó chịu. Ui dồi, ok bắt được chấm này đi. Thấy thứ nào chịu nổi. Rồi đấy. Ủa ngon thế quá. Ủa lại còn ớt nữa. Thôi cay. Cay phê. Ui dồi bắt được chấm này. Thế này anh em phê. Tôi ăn bốc. Thế này buôn lên óc anh ạ. Ừ. Buôn lên óc đấy. Ui. Đạt này. Ok mình sẽ làm một phát tôm nhá. Phát đầu lúc nào nó cũng sẽ buốt óc.
Ô lại được kìa, u hồi. U hồi con mú to thế. U con mú to thế. U con mú to thế. Sợ thật. Không kịp ăn đấy thằng em, không kịp ăn. Không kịp ăn vẫn phải ăn miếng đã. Trời ơi. Làm gì mà cay mấy đâu. Nó mua này ốc nhưng mà phê anh ạ. Ngon lắm. Ok mày ăn sống luôn nhá. Ôi. Để anh ấy. Để về sáo để mà ăn sống luôn cho mồm gặm luôn đi. Để anh cất đi cho. À. Ăn tiếp đi. Anh nhìn cái nước. Ừ. Ui. Ừ. Cái miệng nó dài thật. Ngon này. Ngon hết. Miếng thứ hai đỡ rồi, miếng thứ hai ngọt. Ừ. Nó chỉ sốc miếng đầu tiên thôi mà. Ừ. Ngon hết. Anh em nhìn này, quá đỉnh luôn. Cháy. Đấy, bắt nước chấm này. Thôi ăn nhanh nhanh một câu. Cho anh em, anh em mới thèm lắm. Lên hàng. Nặng lắm, thấy nặng lắm. Ôi, cũng được. Cá bắn quỷ. Cũng lên nó dê nặng phết anh ạ. Một nháy. Ôi giời, sớm mới ngồi. Đây anh em ơi. Đấy, lại con đứa nhá. Anh Tuấn ơi, vào túi. Xuống mồi. Úi chà chà. Được. To phết này. Úi dồi. Anh em nhìn này. Đấy. Đỉnh của chóp chưa. Úi, được. Sướng thật, công nhận. Lùa bọn này sướng nhở. Thế mà bây giờ mà lùa con... Bây giờ lùa được con cá cháp nữa thì đã. Ok. Đấy, cho luôn con này xuống nha anh ạ. Ok. Vào hàng. Này thì cá mú này. Em nhìn này, nhiều phết rồi này. Nhiều nhỉ. Ấy, lọc sọc, đã phết đấy. Ôi, ngon phết đấy, ngon ạ. Dính hàng. Lên. Ôi, chạy đâu cho thoát con hả? Ôi giời ơi. Cá mặt quỷ anh em ơi. Anh Tuấn ơi nhìn sáng, ánh sáng nó vào đẹp không này. Nắng chiếu đẹp không này. Tuyệt vời nha anh em ơi. Cái con này hơi nhỏ nhờ. Ăn được cái cá là nó chỉ tầm ấy thôi. Ngon hết, ok nhá, mình cựa ra nhá. Mú à? Ô đây đây, liệng 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 này. Nó đây này. Cá gì đấy, sao nó lại óng ánh này. Đây này đây. Mâu bẩy mâu, mâu, vẹt vẹt vẹt, cá vẹt. Ui, đây này, ôi. Con này là giống giống kiểu con cá bảy màu ấy. Đây gọi là cá vẹt à? Cá vẹt, cá vẹt. Ý, đẹp thế ơi. Con này màu nó kiểu như kiểu cá cảnh ấy nhờ. Ừ. Rất là đẹp. Con này ăn ngon không? Ăn ngon lắm. Trời luôn, được. Đây này anh em ơi, đây gọi là con cá vẹt đây. Đấy, gọi là cá vẹt đây. Đỉnh phết nhờ. Đấy, cứ thế này thôi. Vừa câu vừa nhúng vừa ăn. Anh nhìn đã không? Úi chùa. Nước chấm này. Này, chỉ có hôm nào mà bạn nhỉ? Ôi, anh nhìn đã. Xin mời anh em nhá. Nhưng mà ăn kiểu cạn mà ngoài lu nó có loại cá lé ké đấy. Ăn nó lém với mẹ mà luôn. Tao vào dính trưởng này. Xịt. Chết rồi. Úi dồi, mú khủng, mú khủng. Úi chà chà. To không? Ôi, anh nhìn này. Bàn tay đấy. Đỉnh không? Này, đấy. Con này này. Ok anh em ơi, bây giờ là anh em mình đã câu. Cũng hết buổi rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu nhổ leo đi về nhá. Nhưng vấn đề là leo đang bị mắc cạm ở dưới này. Chưa biết cách nhấc kiểu gì đây. Mắc cồn à? Móc vào, chắc là móc vào bên đá. Cái này khả năng là phải phi lên đằng trước một tí nhỉ?
này không? Giật này không? Ô, vẫn bơi. Ok anh em, hiện tại bây giờ anh em mình đã về đến cảng rồi. Đấy, thành quả là được cái chỗ dọ cá kia. Đấy thì bây giờ là mấy anh em đang gọi là nhổ leo, à quên, đang thả leo để cập bến đây. Đấy thì là nếu mà anh em thích xem những cái video chủ đề về biển tiếp ấy thì anh em hãy đón chờ những video tiếp theo. Anh em mình với cả anh Tuấn Leo sẽ tiếp tục sản xuất những video mới cho anh em xem. Anh em đón chờ nhá.